livestream đọc lệnh chai dầu Mỹ miễn phí, anh em phải tuân thủ kỷ luật nghiêm chỉnh như năm điều trong hình ảnh trên. Anh em phải tuân thủ kỷ luật chặt nghiêm. Một là vốn tối thiểu phải 710 đô. Hai là khối lượng vào mỗi lệnh là 0.01. Chai dầu Mỹ miễn phí US Oil, dầu Mỹ livestream đọc lệnh miễn phí nha. Đây, cái dầu Mỹ miễn phí này vốn cần tối thiểu là 710 đô và phải mỗi lần vào lệnh là 0.01.